Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cesare Philippe và hỏi các môn đệ rằng: Người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: Phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa người rằng: Thầy là Đức Kitô, con tiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: Hỡi Simon, con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mà khải cho con, nhưng là Cha Thầy đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất trên trời cũng cởi mở. Đó là lời Chúa. Kính thưa công đoàn phục vụ, hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng của quy chức ban hành giáo. Chắc hẳn khi chọn hai thánh làm bổn mạng, quy chức ban hành giáo đã phần nào hiểu về vai trò và tính cách của hai thánh cả. Điểm nổi bật nơi hai thánh là lòng mến Chúa và tinh thần hiệp hành. Phêrô và Phaolô, hai thánh lớn của cả giáo hội, thế nhưng lại phải chen vai đứng chung với nhau trong một ngày lễ. Mừng hai thánh Phêrô và Phaolô trong một ngày, chúng ta nhận ra sự ý của giáo hội. Cả hai vị thánh đều là đá tảng xây nên tòa nhà giáo hội, và qua đó giáo hội muốn nói lên tinh thần hiệp hành, một tinh thần đã làm nên sự sống và mãi còn là sức sống của giáo hội. Phêrô và Phaolô, hai vị thánh có nhiều khác biệt. Thánh Phêrô là người môn đệ ngay từ thời ban đầu của Chúa Giêsu. Ông là con người rất tự nhiên, sôi nổi, nhiệt thành và nhiều lúc nóng nảy. Nhưng Phêrô có những câu nói để đời mà Chúa Giêsu và giáo hội sau này chắc chắn không bao giờ quên. Bỏ Ngài, chúng con sẽ đi theo ai? Ngài mới có những lời mang đến sự sống đời đời. Thánh nhân cũng từng mạnh dạn tuyên xưng đức tin: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Nhưng Ngài cũng là con người yếu đuối mỏng giòn, nói nhiều nhưng thực hiện lại chẳng được bao nhiêu. Dù ai bỏ Thầy, phần con sẽ không bỏ Thầy. Chúa biết ông rất rõ nên Ngài không chấp nhất mà thường tha thứ cho ông. Chúa cũng biết rất rõ trái tim của ông, nhìn thấu tình yêu. Phêrô, con có yêu mến Thầy không? Để rồi đặt ông đứng đầu hội thánh của Ngài: Phêrô, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Còn thánh Phaolô là người thợ làm vườn nho của giờ sau cùng. Vì trước đó Ngài đã không biết Chúa nên phá vách vườn nho của Chúa, giết hại những người làm việc trong đó. Nhưng Chúa Giêsu chọn Ngài. Thần khí của Đức Kitô phục sinh đã biến đổi thánh nhân một cách toàn diện. Phaolô đã thuộc về Chúa trọn vẹn đến nỗi không gì có thể tách Ngài ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô. Đối với thánh nhân, sống là Đức Kitô và chết là một mối nợ. Suốt cả cuộc đời, thánh Phaolô đã chiến đấu can trường
và đã luôn giữ vững đức tin. Tôi đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã đi đến cùng đường và vẫn giữ vững đức tin. Ơn gọi khác nhau, tính khí khác nhau, chủ trương khác nhau, nên có lúc không tránh được những va chạm giữa Thánh Phêrô và Phaolô. Tuy nhiên, khi hiểu ra hai vị đã cùng chung một chí hướng hiệp hành phục vụ, Phêrô và Phaolô là tượng đài của sự hiệp nhất hiệp hành, khởi đầu từ sự nghiệp tông đồ tiếp bước Chúa Kitô. Nếu hai vị đã hiệp nhất trong cùng một đức tin, thì cũng hiệp nhất trong cùng một tâm huyết nhiệt thành rao giảng Đức Kitô cho đến cùng, cùng chết tại Roma, cùng chịu tử đạo dù hình thức khác nhau, trong những thời điểm khác nhau, cùng trở thành nền đắp xây tòa nhà hội thánh, cùng trở nên biểu tượng hiên ngang của niềm tin công giáo, để rồi hàng năm cứ vào ngày 29 tháng 6 lại cùng được mừng chung trong một ngày lễ. Chừng đó chữ cùng cũng đủ để Phêrô gần gũi Phaolô và để Phaolô đứng chung với Phêrô như hình với bóng. Mãi mãi Phêrô và Phaolô là tượng đài bất khuất và là bài ca không quên của tinh thần hiệp nhất hiệp hành trong giáo hội. Tinh thần ấy hôm nay chỉ ra rằng hiệp nhất hiệp hành không phải là đồng nhất theo kiểu đồng bộ nhất loạt, ai cũng phải như ai, giống như đồng phục của một hội đoàn. Hiệp nhất hiệp hành là khởi đi từ những cái khác nhau, những cái dị biệt, để hiểu biết tôn trọng và gắn bó hợp tác xây dựng. Như thế mới phong phú đa chiều, đa diện, đa dạng như những thành phần khác nhau, làm nên một tổng hợp duy nhất hài hòa, như những chi thể khác nhau kết nên một thân mình, như những nốt nhạc, những cung bậc khác nhau làm thành một bài hòa âm trọn đầy. Hiệp nhất hiệp hành là một công trình được xây dựng với nhiều nỗ lực của con người, dưới sự dẫn dắt linh động của ơn thánh và chí bền khát khao của mọi thế hệ. Khác nhau trong điều phụ, hiệp nhất trong điều chính và yêu thương trong tất cả. Đó là khuôn vàng thước ngọc cho tinh thần hiệp nhất hiệp hành trong giáo hội. Nếu trong tình yêu hôn phối, những điều giống nhau là để hiểu nhau, còn những điểm khác nhau mới để yêu nhau, thì trong hiệp nhất hiệp hành nơi giáo hội cũng vậy. Những điều giống nhau là nền tảng tự nhiên để trở thành đa dạng. Hai cực nam châm giống nhau sẽ đẩy nhau, nhưng hai cực khác nhau mới thu hút gắn bó với nhau. Tóm lại, Phêrô và Phaolô khác nhau nhiều, nhưng một khi đã được biến đổi bởi niềm tin phục sinh và nguồn ơn thánh thần, hai vị đã trở nên những con người mới, những phần từ hàng đầu xây dựng hiệp thông giáo hội. Mừng lễ hai vị thánh cũng là lúc thể hiện lòng yêu mến và phó thác. Xin hai vị thánh luôn nâng đỡ cộng đoàn giáo xứ chúng ta sống tinh thần hiệp nhất hiệp hành theo gương của các ngài, đón nhận những khác biệt trong điều phụ, hiệp nhất với nhau trong điều chính và yêu thương là nền tảng cho tất cả. Cầu chúc quý chức ban hành giáo Tân Cựu trong ngày buồn mạng được nhiều ơn Chúa cho bản thân, cũng như qua quý chức cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Amen.